Thế chưa? Sợ vãi. Đưa tiền cho chú chị. Có tiền lẻ lắm đi. Có đó. 12.000. Dạ. 20 cho đó. Mình để xe đó cho chị. Được. Xe không? Đỡ xe không? Dạ đúng rồi. Không, ý là em để xe ở đây chụp hình chung với cái xe á. Dạ rồi. Coi chừng xe, coi chừng xe. Rồi xuống đây, xuống đây. Dựng xét ở đây. Lâu nha, lâu. Ok. Ghi phụ. Ok. Rồi, đi. Từ từ, chưa đi được. Ok. Rồi, để chấm xuống. Từ từ. Rồi, tuyệt vời. Tập chụp tấm hình nghỉ mệt rồi. Rồi tê luôn. Chụp đi. Trời ơi sao vậy? Rồi được rồi, được rồi. 1, 2, 3. Rồi vô đây selfie. Trời ơi, nắng. Nắng quá, đâu? Ở nhà? Chưa. Ở đâu, có lá cờ bay đỉnh gì vậy? Ừ. Rồi cái này hơi xa. Ừ. Được. Tấm này đẹp nè. Nhưng mà nó hơi bị mất góc một xíu.
Không được rồi. Thôi được rồi, mình chụp selfie đi. Mình tới selfie đi. Không, giờ em chỉ vô đây, vô đây đứng đi. Em vô đây đứng, vô đây đứng. Em đứng ngoài. Vô đây đứng. Đứng ngoài. Vô để ở đó cái cờ nút đi. Đây nha. Đây nè. Ok ok. Em tắm nơi. Ê. Lên nó đứng phải đó chị chụp ảnh. Ok ok. Rồi nha, rồi nha. Coi thử đây. Ok. Cái chị một tấm ở đây ơi. Ok ok. Anh qua đi, anh qua đi. Rồi nhá. Ok. 2 3 rồi hai lá cờ luôn. 2 3 2 3 rồi giữ nha làm cái video. Rồi sau này lại